136. Thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, thư thứ tư. Những sách của Ngài Vĩnh Minh, có sách nào không hợp, ông hãy nên nghiêm túc niệm Phật. Một cuốn sách Tịnh Độ Thập Yếu xem nhiều lần là đủ rồi. Những thứ khác đợi đến khi nào tài trí có thừa hay thỉnh về mà đọc cũng chẳng trễ tràn đâu. Niềm vui niệm Phật, chỉ người thật sự niệm Phật tự biết, nhưng cần phải chí thành khẩn thiết, nhiếp tâm mà niệm, chẳng được chấp trước cảnh tướng bên ngoài. Nếu không, tâm địa chẳng thông, quán đạo chẳng rành, ma cảnh hiện tiền cũng chẳng hiểu rõ, thì tệ lắm, hãy nhớ lấy nhé. Nay những người thật sự hoằng dương tịnh độ, thật khó có ai. Nếu đổi ý niệm tham học với khắp các tri thức thành nhất tâm niệm Phật thì lợi ích lớn lao lắm. Nếu không sẽ thành ra nhọc nhằn bôn ba mà thôi. Nên thỉnh giáo nhiều ở chỗ Đế Pháp Sư, Ngài Đế Nhàn, những người khác quan không biết. An sĩ Toàn Thư, đứng đầu các thiện thư xưa nay, hãy nên khắc in phổ biến lưu truyền, nhờ đó vãn hồi thế đạo nhân tâm. May là cư sĩ Vưu Tích Âm đã cực lực chuyên lo quảng cáo, khuyên khắp mọi người in tặng, nhân đó cho làm ra 4 khuôn in, tính in 20-30 vạn bộ, ngõ hầu những chỗ quan trọng thuộc 2041 huyện trong toàn quốc, và những người quan trọng đều được xem đến. Về sau sẽ càng lưu thông phổ biến xa rộng hơn nữa. Nhưng thành sự tại trời, chẳng cần phải tính trước, chỉ lấy chuyện cứu quốc cứu dân làm trọng, tận lực mà làm đó thôi. Niệm Phật chẳng thể thuần nhất thì phải chế ngự tâm, chẳng cho nó đuổi theo bên ngoài, lâu dần sẽ tự có thể thuần nhất thành phiến, là thuần nhất không tạp. Đại trượng phu nếu như văn chương trùm lấp thiên hạ, công nghiệp rền vang vũ trụ, nhưng không thể đoạn hoặc chứng chân liễu sanh thoát tử, là vì chấp vào cái bên ngoài, bỏ phế cái bên trong, chấp vào cái ngọn hữu vi, bỏ sót cái gốc vô vi. Người thế gian ai có thể vẹn toàn mọi điều, chúng ta chỉ giữ lấy chuyện trọn hết luân thường, tận lực tu tịnh nghiệp mà thôi, cần gì phải tính toán chi khác nữa.